Chào 500 anh em nha, cao điểm đang đáp họ tiền 30 đô thì luôn tiền giới thiệu cho anh em luôn nha. Đồng bộ neo bi côn 75 đó. Bass neo này thì hiện tại trên thị trường nó chỉ có một loại thôi anh em nha, không phải hai ba loại đâu. Anh em để ý cái mã này nè, 136826F1 090318 là mùng 9 tháng 3 2018 là bắt đầu đi size màu này anh em nha. Tất cả những cái mẫu mà có series này là đều chỉ một công ty Trung Quốc làm thôi, thì đừng có nghe người ta nói. Ví dụ người ta bán cao thì người ta nói rồng rắn cho anh em tin ha. Còn là mình nói như vậy rồi mà anh em không tin nữa thì cứ đầu tư ha. Còn anh em nào mà cái dòng này có series này mà có loại 2 cao điểm sẽ tặng anh em 100 triệu tiền mặt. Nói thật nha, ghi âm lại cho cao điểm nha. Chép loại nhôm nha, nghe bi. Cao điểm nhắn cái tên này để luôn tin bảo hành bảo hộ cho anh em nhé. Quan tâm thì liên hệ cho cao điểm 0904063649. Cao điểm sẽ phục vụ anh em 24/24. Anh em thích cấu hình như thế nào thì vào website caodiemaudio.com để chọn bát trep. Mình mua cái gì không phải biết bát trep, người ta ráp gì bên trong nha. Không phải là băng băng mua nghe nhạc đùng đùng rồi mua về rồi ba bữa sau rồi hỏi vì sao là bát nó xuống rồi trep xuống ha. Xuống mà xuống từ rồi rất là nhiều cái vấn đề anh em nhé. Rồi xin chào 500 anh em nha.